cho môn tự nhiên xã hội của tuần tới. Mời giáo viên mà chúng ta dạy môn tự nhiên xã hội, đó thì chúng ta coi cái bài con gà của tuần tới đó, thì chúng ta dạy đó, là chúng ta có cần thay đổi hình thức nội dung gì không? Rồi tôi mời luôn tất cả giáo viên chúng ta cần thảo luận. Rồi bạn gà, bạn gà cho mấy gì hả cô? Năm mươi bốn. Cho tôi nghĩ cái bài con gà này mình thấy vô tô tranh giấy A3 gì đó mình cho nó màu á, mình treo lên bảng cho học sinh nó thấy rõ, cho trong sách thì nó nhỏ quá. Tức là vô tô tranh đèn hả anh Khách? Vô tô màu á. Vậy đi, giờ mình đi thành phần đi, giờ mình xem cái mục tiêu của cái bài này nó như thế nào rồi bắt đầu mình tiến hành thảo luận tiếp đi. Giờ coi cái mục tiêu của bài con gà này nó có những cái mục tiêu gì cần đạt để mình tìm cái hình thức mình dạy cho nó tốt. Mời giáo viên là xem sách giáo viên trang 82. Đúng rồi, có rộng không đi. Thì mục tiêu của bài con gà là giúp học sinh biết quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con gà, phân biệt gà trống, gà mái, gà con, như là nêu đặc lợi của việc nuôi gà, thịt gà, trứng gà và những thức ăn bổ dưỡng. Học sinh có ý thức chăm sóc gà nếu nhà em có nuôi gà. Đó là mục tiêu của bài con gà. Vậy nó có ba mục, vậy có ba mục tiêu chính, ba mục tiêu là nhận biết. Tại sao mà mình không xem cái mục tiêu ở trong chỉnh kiến thức mà mình phải lấy cái mục tiêu trong sách giáo viên ra? Chỉnh kiến thức người ta cho mình cái mục tiêu rất là gọn, rất là nhẹ, rất là dễ. Vậy thầy đọc cái mục tiêu. Mời thầy cô đi. Mở ra cái trang. Ý nói là mục tiêu nãy là mục tiêu bài học này thì mình xác định đi mục tiêu chính là gì như là ở trong mục tiêu môn dung mình để anh tính thì mình xem đi mục tiêu nào tiêu chính. Ở chữ kiến thức người ta đã xác định cho mình những cái mục tiêu chính là yêu cầu cần đạt. Thứ nhất là nêu ích lợi của con gà. Rồi yêu cầu cần đạt thứ hai là chỉ được các bộ phận bên ngoài của con gà trên hình vẽ hay vật thật. Thế thì chúng ta sẽ chọn một cách dạy là lấy hình vẽ, hai là lấy con gà thật để cho học sinh nó dễ nhất công việc. Và thêm một cái mục tiêu nữa là phân biệt được con gà trống với con gà mái về hình dáng về chú kêu. Bây giờ chờ xin khai gọi hơn vì trọng tâm của bài này cả cáo đó phải nắm được là hai cái mục tiêu qua chính luôn, qua luôn. Ba mục tiêu là mục tiêu chính ba mục tiêu. Rồi trong sách giáo viên thì nó ghi thêm gà con nữa, cái kêu như thế này đè ra đạt chuẩn luôn. Rồi như vậy theo của nãy thầy Khách nói là bài này là mình thì con bây giờ vẽ tranh không thật photo để học sinh nhầm cái gì, theo ông Khách là nhầm cái gì, chỉ là phóng to lên cho nó xem cho rõ để nó biết đó là con gà lên nó chỉ nhìn cho rõ đâu là đầu, đâu là mình, đâu là chúng ta đem đặt ý bên ngoài của con gà đó, con ở bên ngoài đi photo là để biết là người chính. Theo tôi nghĩ là cái con gà này nó vùng quê mình chắc chắn mình đang mẫu giáo mình biết con gà nữa. Gà dịch thì ở dưới quê mình cho nên là cái phần này nó rất là theo tôi nha, giờ hình vẽ như thế rồi có mình dựa vào cái chữ kiến thức hai cách vẽ để mà cho bài này nó phong phú hơn thì theo tôi vẽ mà dòng này theo dòng thật thôi, tạo cho không khí nó sinh động hơn để các em gần gũi với em hơn thì nó rút ngắn được thời gian hơn. Bài này dạy 35 phút. Còn 35 phút đó gì mình vượt ngắn bài này lại theo ý của cô mình cho tôi vượt ngắn một gian lại. Vì con gà này cũng là các em biết rồi. Các em biết thôi đó những con gà trong giữa con gà với con dịch là các em thắng được. Theo ý của tôi là vậy. Vì là để giúp ngắn thời gian bài này lại.
được không? Để mình nghĩ luôn. Để một cái tiết dạy tự nhiên xã hội mà đạt hiệu quả cao đó, thì chúng ta sẽ sử dụng, thì có sử dụng đồ dùng dạy học. Trong đó đồ dùng dạy học là có hình vẽ tranh ảnh hoặc là mẫu ảnh, những cái con mà mẫu gì đó là mẫu ảnh rồi quan thật. Mà riêng đối với cái bài này là một con vật gần gũi với trường văn hương chúng ta, mà chúng ta có thể là mượn ở quanh cái chỗ mà chúng ta dạy một cặp gà chống một cái gì đó để chúng ta bây giờ đó chúng ta dạy. Thì thế thì khi mà dạy mà bằng vật thật thì học sinh nó sẽ lên, nó được sờ, nó cảm nhận những giác quan của nó sờ, nó biết từ đâu là lông, lông gì, có thể mình phát triển ra lông cũ hay là cái gì đó, ở đâu nó chỉ vô đâu bằng đầu đó, mà mình nữa là cắm thì nó sẽ tạo cái không khí lớp học nó sinh động, nó có hiệu quả hơn. Em có ý kiến là có cần nấu ra lông cũ không gì không? Không, cái, không, thì ý là mình nói đây nào thôi, chứ mình không lo đó thì em ơi, theo tôi nghĩ thì bây giờ đó, học sinh mình ở quê mình ở nhà nào đứa nào cũng có nuôi gà, giờ về cho nó quan sát trước đi, cùng đem hai gà trơn, con gà trống, con gà mái vô để đó là không biết cái gì. Vừa mới ra đi gà trống gà mái rồi. Giải cái bài này là mình sẽ đúng mà không? Đi chợ mua gì bây giờ mua hay gì là... nhà con ba con gà nè, thì em vô hai gà không chí tám gì đó, em vô hai con ngày sáng mượn sáng lên chừng mặt là chợ rồi. Con gà mái nó nhìn cái mấy lời lớn quá ăn không ngon. Thì quyết định về đây mình mượn gà đi, trường học của ba có căn trại nuôi gà. Mà lưu ý là khi mà mượn gà mà nuôi công nghiệp có cái chừng phân biệt giữa trống giữa mái là nó hơi bị khó hơn. Mượn gà lớn anh. Mượn gà mà gà vườn nó dựng con bò, gà trống nó màu sắc nó đẹp hơn. Có nếu con gà vườn nó thì nó hai con dễ phân biệt. Không mà mượn gà lớn, gà lớn. Gà lớn thì tôi nghĩ gà lớn là công nghiệp. Rồi ông giúp gì vậy em? Giờ mình gà thật thì thật dễ mà, nhà nó cũng gà mà. Rồi mình cất đây bây giờ là... Như vậy là dùng mình dùng cũng là trực quan phải không? Giờ này là không trực, giờ thật. Rồi không giúp luôn. Không rồi, gà thật rồi. Nếu mà người ta vừa vào có mục tiêu nè, yêu cầu xin xác định được giờ cách dạy giờ. Vậy là cái bài này dạy, cái bài này mà dạy gà thật cái thời gian mà khoảng 20-25 phút à, là học sinh nó nắm rồi. Chứ cái thời gian thì mình rút ngắn lại. Tôi cũng còn lấy cái đề khác gì đó. Vì đó cái bài này như đề khác nói thì học sinh nó gần gũi con gà, như trong nhà cũng có. Thì qua dạy tập nữa thì chắc dạy thì nó ngắn lại 20-25 phút. Rồi phương pháp cách dạy thì sao nè? Chúng ta sẽ bàn về phương pháp và cách dạy nè. Chúng ta cũng xác định rồi là bài này nó còn có ba cái mục tiêu đúng không? Ba mục tiêu thì chúng ta như vậy đó, chia ba cái mục tiêu này ra thành những hoạt động. Ba hoạt động phải không? Ba hoạt động. Vậy bài này chúng ta dạy theo hoạt động thứ nhất rồi xin nó biết được đây là con gà phải không? Con gà thì sau đó hoạt động hai nó mới chỉ được từng bộ phận luôn gà có gì trong hoạt động luôn. Không phải con gà nó biết con gà rồi, chứ không phải đây là con gà nữa mà nó biết các thuộc phận của gà. Rồi hai thì mấy em nói rồi, mấy em về nhà nó có gà nó biết là đem vô lại con gà. Hoạt động thứ nhất đó là tổ chức cho các em lên phân biệt các bộ phận của con gà, ví dụ đội em A, em B gì đó lên chỉ đâu là đầu gà, đâu là cánh gà, đâu là chân gà, mình gà, hay là màu gà, nhân dân để nó phân biệt. Đến cái hoạt động thứ hai á là cho nó so sánh, cho nhận ra biết đâu là con gà trống, đâu là con gà mái, mà con gà trống là nhận biết là qua cái dấu hiệu gì, tại sao là biết con gà trống, tại sao là biết con gà mái, nó phân biệt. Có hai con gà nó chỉ con này là con trống, nhận thấy tại sao nó biết con này là con trống. Giờ hôm qua cái gì đi từng hoạt động đi, giờ nó biết là không bị gà cách dạy làm sao nè, gà thật đó làm sao đây, đem lên đó mình dạy làm sao đó. Bây giờ tôi hỏi này, giả sử như bây giờ là cho học sinh nó nhận biết nhiều đồng một, rồi nhận biết về các bộ phận của con gà, thì chúng ta đem con gà lên đúng không, là chúng ta đem một con cái gì phải không?
phần cho học sinh nhận biết xong rồi và chúng ta mới chuyển sang cái phần thứ hai rồi tổng hai là cho học sinh đó phân biệt giữa là tấm và là mái, thì lúc đó chúng ta mới là một con gà như thế hay sao? Hai lần một ngoài đêm hai con gà luôn, nhất sẵn đầu tiên lên các con bạn giống nhau à? Mình có thể mình thay đổi, để có mình cho nó phân biệt là cháu cho máy trước. Chưa nhận biết xong phân biệt. Phải không? Tại sao mà bây giờ phải cho em đây con gì là con gà trước đi cho dễ cho mình đi. Sau khi nó phân biệt được con gà nào là con gà trống, con gà nào là con gà mái á, tại đây là cái hoạt động mà dễ dàng phân biệt. Và cho mới hỏi nó tại sao mới biết, nó nói cái nguyên nhân mà nó biết được con này nè. Kết lại cái hoạt động này bây giờ mới thông qua trở được cái hoạt động thứ nhất là như nói tên. Đây là con gà. Đã con gà nó có cái tiền ra bộ phận của gà, đâu là đầu gà, đâu là gì đó. Có hai hình thức để làm. Một là lên chỉ vào mình bộ phận để nêu. Hai là có thể là dùng một cái nút chanh quạ vậy đó. Đưa ra cái ô, một cái ô trống mà để lên là nó ghi lên hoặc là đính lên một cái chữ cái gì đầu hay là mình hay là cắm gì luôn. Mà đó là giờ chưa dạng ở đây là con gà phải không? Mới vô là em biết đây con gì rồi đã, nó không biết con gì rồi đã, nó xác định là con gì. Giờ nói bây giờ nó đây con gà đi, con gà thì có biết rồi. Biết rồi. Bây giờ mình cầm cái cuốn bài lên mình hỏi con này con gì, một trăm đứa trong lớp nào biết con gà rồi chứ. Đồng ý là vậy, nhưng mà mục tiêu của bài dạy là mình phải cho nó từ dễ tới khó chứ. Tự nhiên mới nó phải biết được bộ phận. Bao nhiêu đứa không biết thì sao? Trong lớp của em xem dạy mình đã dùng. Bây giờ con gà thì nó biết rồi, là chỉ là nó xác định được cái bộ phận nó đâu nè. Thôi gì tại sao vô cho con gà ơi, hôm nay thôi con gà các em xem nè. Đây là con gà các em, giờ các em cho thầy biết. Đây là trống gà mái, rồi con, rồi hai cho lẹ. Rồi nó đi nhanh qua rồi xong rồi một rồi. Đây là con gà. Vì kia cho thầy biết đây là trống gà mái, chút ấy mình mới phân tích anh. Anh bây giờ để ý là trên sách. Còn bây giờ trên mình đã chuẩn bị hai con gà để con ở đây em đem về cho em đó, đây con gà gì xong rồi con một đó trong vòng quá một phút xong cũng còn đó chắc là con gà ok tốt quan trọng một là con gà đâu chắc là nửa con gà ai không đâu làm mà xác định con gà đâu thì trước khi anh dạy cứ biết đây con gì cũng đã có hoạt động đó thì mình phải giải ừ đây con gà dạng biết nửa con gà thì sau đó họ tiếp về đây là gì nó chỉ ra tiếp giờ gà nó còn những bộ phận nào rồi nó chỉ cho nó chỉ cái vật thật với cái tranh đó là nó khác nhau một trời một vực. Lý do vật thật mình đem một con lên thì nó giống dấu tranh dễ hỏi thôi, giờ hai con tự nhiên bây giờ đem con gà trống lên trước đi mình chỉ ra đây là bộ phận gì vậy đó, nó đem gà mái lên chỉ nữa hả? Để cho nó sao nó giờ cái em nó nè giờ mình giới thiệu giờ em mấy con mình hỏi đây là con gì cái đã nó là con gà thì mình nào tiếp nữa phải không vậy được không chứ lên chi mình hỏi nó là con gì bây giờ vô mấy em thấy giờ cô đây nói nghe mấy hai con gà đó là con gì đây nó thưa thầy cô đây là hai con gà nó rồi bây giờ mời các em đi các bộ phận bên ngoài của con gà nó sẽ đeo đầu cắm gì gì đó đúng không. Rồi giáo viên kết luận lại rồi mới chuyển sang là cho nó phân biệt giữa là trống và gà mái. Cho nên tôi hỏi chỗ này thì khi mà chúng ta cho học sinh nó nhận biết về các bộ phận của con gà thì chúng ta là đem một lần một con vô hai con sao? Đi hai con phải đâu chỗ giờ bây giờ tôi đem hai con vô hỏi con này con gì nó nói con gà vậy tôi hỏi gà nào là trống con nào là mái mày được không cũng được thì chị nói hai được rồi con chủ đó là làm chứ được được quá được tại vì mình đi chưa đi tới chỗ đó mình qua có nghĩa là hiện giờ mình đang bị nhầm cứ khăn khăn quá vào sách giống qua theo trình tự nó vậy vậy sao mình không đổi cái dưới lên cái trên cái trên thì qua thảo luận thì tôi sẽ thống nhất một số ý kiến như thế này là qua cái phần thảo luận về bài con gà đó.
thì thống nhất là giáo viên không dạy bằng trong danh sách giáo khoa mà chúng ta sẽ sử dụng nhận thân. Đó là chúng ta sẽ mượn hai con gà để chúng ta dạy, và trong đó là con gà trống và con gà mái. Cái tiếp theo nữa là giáo viên khi dạy thì không cho học sinh sử dụng sách giáo khoa, mà chúng ta chỉ cho học sinh tập trung quan sát ở nhận thân. Và cái phần này thì khi mà đã thống nhất thì thấy cái bài này so với học sinh dễ, cho nên quy định thời gian dạy bài này là dưới 35 phút, có thể là 20 đến 25 phút cũng được. Và khi dạy thì giáo viên nhớ là mỗi cái hoạt động thì khi kết luận á thì chúng ta trình bày trên giấy, sau đó chúng ta đứng lên bảng để học sinh nó dễ quan sát khi phần những kết luận. Và tiếp theo tôi sẽ phân công tổ soạn bài, đó là cô Hoa, cô Hiền, cô Loan. Khi soạn xong thì nhớ nộp về cho chúng có việc, rồi sau đó sẽ được dạy. Và phần dạy đó thì tôi phân công cô Hoa sáng thứ năm tuần tới sẽ dạy ở lớp 1-2 ở điểm OS lúc 7:15, mời tất cả giáo viên trong khối cùng tham dự. Thì khi mà dự giờ đó thì tôi cũng nhắc giáo viên luôn là chúng ta nhớ đây là chúng ta dự giờ lấy học sinh làm trung tâm, cho nên cái vị trí đứng của giáo viên, cách quan sát giáo viên về, tôi xin lỗi, cách để quan sát học sinh thì giáo viên nhớ là chúng ta cũng có được học đúng rồi, cho nên chúng ta phải làm cho đúng. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ nhớ cách ghi chép theo cái cách hiện giờ của lấy học sinh làm trung tâm, thì chúng ta sẽ ghi chép và chúng ta sẽ theo các cái phần mà đã quy định. Bắt đầu. Bây giờ tất cả nè. Các con nhìn lên đây xem cô có con này là con gì, cô đố các con nhìn nha. Rồi, bạn nào biết? Cô hỏi bạn Dũng Trí. Con gà. Đây chính là con gà nha. Bây giờ con hãy quan sát thật kỹ con gà này nha. Hai con gà lên đây nè, con quan sát thật kỹ gà, hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của con gà. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu quan sát nha. Rồi xong chưa? Cô mời một bạn hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của con gà đi con. Bạn nào biết? Rồi cô mời một phút. Thưa cô, các bộ phận của con gà là đầu. Đầu. Đuôi. Đuôi. Chân. Chân. Hai cái cánh. Hai cái cánh. Lông. Lông. Rồi cô mời bạn khác. Cô mời bạn Thư. Đầu, đuôi, đuôi, chân, chân, hai cái cánh, lông, lông. Rồi cô mời thêm một bạn nữa, cô mời bạn Thơ. Thơ, con gà được đầu, cổ, mình, hai cái cánh, chân, lông. Đầu, cổ, mình, hai cái cánh, chân và lông. Bây giờ các bạn đã kể như thế rồi, bây giờ cô mời một bạn trực tiếp lên đây chỉ vào các bộ phận đó và nói tên các bộ phận đó cho cả lớp mình biết nha. Cô mời một bạn. Cô mời bạn Nguyên đi. Con cầm cái cây con chỉ vô, con chỉ một phần nào được. Đứng lên đây. Rồi. Xin chào. Đầu, con chỉ cho nghe cái đầu nha. Đầu. Đầu. Mình. Mình. Đôi. Đôi. Chân. Chân, chỉ ngay chân đi con. Chân. Hai cánh. Hai cái cánh đây nè. Hai bên nè. Cánh. Nha. Rồi đúng rồi. Cô mời con gì chỗ. Rồi tất cả này thì là bản này. Thì như các bạn mình đã quan sát và thấy con gà nó gồm có các cái bộ phận bên ngoài như là đầu, cổ, mình, hai cánh và hai chân. Còn thân thì có lông che phủ. Trên đầu của con gà thì nó có cái phần màu. Cái này, cái đầu đây gọi là mào nha. Và mắt, mỏ, gà. Như vậy thì qua quan sát con gà thì con biết được trên đầu gà, trên gà, trên bên bộ phận bên ngoài của con gà thì có đầu, cổ, mình, hai cánh, hai chân và toàn thân thì có lông và phủ. Được chưa? Bây giờ con hãy quan sát hai con gà này. Một bạn hãy cho cả lớp mình biết xem đâu là con gà trống và đâu là con gà mái. Cô mời bạn Tuyết. Cô con gà
Rồi, con gà này là con gà mái, con mà con nhà chỗ rất là giỏi, và con gà này là con gà trống. Vậy thì bây giờ dựa vào những đặc điểm nào mà chúng ta có thể nhận biết được đây là con gà mái và đây là con gà trống? Thì bây giờ cô cho các con sẽ thảo luận, thì chúng tôi hai bạn cùng và sẽ thảo luận với con tìm ra những đặc điểm nào để nhận ra đó là gà trống, những đặc điểm nào để nhận ra đó là gà mái. Chúng ta thảo luận trong 2 phút nha. Rồi bắt đầu, hai con bạn nhìn lên quan sát con gà này, thảo luận với con. Thảo luận rất là
cầu là cô đề nghị cả lớp mình cho một tràng pháo tay đi con. Để bây giờ tất cả nhìn lên bảng này. Thì tôi cũng mời cô Hoa là
những thuận lợi và khó khăn trong khi mình dạy. Xin mời cô Hoa. Vừa qua tiết dạy này em thấy là cái mục tiêu của cái bài học, cái mục tiêu mà cô khó đưa ra cho cái bài học này nữa, thì em thấy là em đã làm, đã đạt, cảm thấy mình đã dạy đạt được cái mục tiêu bài học. Và qua tiết học với đại số học sinh hiểu bài, nhìn vào vật học và đưa được tất cả yêu cầu của bài mình đưa ra, rồi có thay đổi được cái phương pháp là từ hình ảnh minh họa trong sách đều chắc hẳn mà thay đổi qua bằng điện thoại, thì thấy là học sinh cũng hứng thú tham gia vào bài học. Bên cạnh đó thì cũng còn một số ít học sinh thì thấy là trong cái quá trình thảo luận chúng tôi thì nó chưa có được mạnh dạn lắm, chưa có thảo luận tích cực. Có cái dạy em nhận thấy từ bên đó còn những gì em nhớ được mà nhờ quý thầy cô không biết gì thì qua các buổi hôm qua đó, thì tôi cũng mời thầy cô chúng ta sẽ thảo luận dạy qua. Thứ nhất là chúng ta sẽ thảo luận về là yêu cầu là chúng ta thấy khi cô qua sử dụng nhật thực đối với cái bài tự gà này thì có đạt hiệu quả cao chưa, và thứ hai nữa trong cái lúc mà học sinh học đó thì cái thái độ học sinh học và học sinh có gặp khó khăn gì, và chúng ta sẽ thấy là khi có gì có giải quyết những khó khăn này trung tâm. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ thảo luận về là bài này có gì đổi mới trong cái nội dung thảo luận của chúng ta trong học sinh môn rồi đó. Thì qua cái dạy của cô Hoa thì tôi xin có một số chia sẻ với cô như thế này. Thứ nhất, về thấy giáo viên thì nhiều tình cảm với nhiên, giáo viên trước em, giáo viên thì tưởng trạng. Và cô thì cậu cũng theo cái mục tiêu mà đang học khổ hôm trước mình đã là đưa ra. Và giáo viên thì có tích cực quan sát học sinh có các lớp, một lớp lớp, và cũng tạo cho học sinh, cũng tạo cho học sinh một cái là cái hướng để các em mà trả lời câu hỏi của giáo viên ra. Và phần học sinh thì tôi thấy các em thì đa số các em là học là nghiêm túc, các em cũng là tích cực phát biểu, các em cũng đi bên được những cái gì mình đã biết. Tuy nhiên thì theo cô Hoa đã nói thì tôi cũng không biết là cái tinh thần trao đổi thảo luận của các em với nhau chưa có so nổi. Tôi không hiểu đó là do nguyên nhân là do mình như vậy giúp em hỏi nhau không, cũng thấy là do cho cái gì tức là ta nên ta đến có dấu nào các em làm việc chưa hỏi mình giải quyết với các em để em có thể biết được cách so sánh giữa nhà trong việc chống là máy để tự ra. Và nhìn chung có cả gì thấy cái học nay học sinh rất là hiểu được bài, hiểu được bài. Xin mời thầy cô đúng theo cái ý đồ
gà thì nó dành được đấy nha, nắm được cái mục tiêu của bài. Về thái độ học tập của học sinh thì mình thấy là đa số học sinh là tích cực hoạt động. Tiết dạy thì có đổi mới một cái phương pháp để học cho mọi người sử dụng cái giảng tập. Thì qua cái sinh hoạt thành của học sinh rất là thích thú, cái lúc học sinh tập trung tiết dạy có hiệu quả nhiều hơn. Tuy nhiên thì qua cái tiết dạy thêm cái ký là phần sinh phần quan sát của sinh thì một số học sinh cảm nhận quan sát rất là tốt. Phần mà thảo luận nhóm chung là một số nhóm thôi cũng vậy, cũng được trong lớp thì cũng cần luyện tập cái thói quen nha, thảo luận nhóm đòi hỏi thôi. Tôi thấy là qua cái bài con gà cô qua vừa giảng thì đa số là các em nắm được cái theo cái mục tiêu của cái bài giải này. Thì cái lý do mà như vậy thì thấy là do có một số lý do là cô đã mạnh dạn dùng vật thật để phục vụ cho cái tiết dạy này, cho nên là tạo cho các em một số cái hứng thú. Rồi về cái thái độ của học sinh đó thì các em đa số các em rất là tích cực, mặc dù lúc đầu các em còn hơi bỡ ngỡ với cái việc thật, nhưng mà sau đó thì các em cũng rất là mạnh dạn giơ tay phát biểu, là các em thấy là các em trả lời đúng theo những cái yêu cầu, các em thực hiện đúng theo những yêu cầu và trả lời đúng theo cái câu hỏi của giáo viên. Thì về còn về cái sự tham gia của học sinh vào cái tiết dạy này thì cũng tôi thống nhất với thầy cô nãy giờ là các em còn hơi tự động một chút xíu. Nguyên nhân có lẽ là do lần đầu tiên các em tiếp xúc với những thật rồi, cho nên các em khi mà các em lên chỉ các em cũng hơi ngại nữa, các em chỉ không dám chỉ ngay đúng giờ con gà, các em chỉ ở ngoài. Nhưng mà sau đó thì khi mà làm quen được rồi á, các em lại rất là tích cực ở những hoạt động sau. Về một nguyên nhân mà ở cái phần thẩm định nhóm á, cũng thấy là do là các em hơi ngại nói thôi, chứ các em biết hết trơn, tôi thấy là các em biết hết trơn luôn. Như giáo viên đưa ra cái yêu cầu thảo luận về phân biệt là chống và máy, tôi thấy là khi mà giáo viên đến để mà giúp đỡ các em thì các em thảo luận, các em biết hết trơn, biết cách phân biệt đâu là con gà máy, con gà trống. Nhưng mà tự nhiên là các em hơi ngại nói chút xíu, thì nếu như mà chúng ta chịu khó cho các em thực hiện thảo luận theo nhóm này thường xuyên thì các em sẽ tự tin hơn và các em sẽ tích cực hơn trong cái hoạt động thảo luận nhóm này. Xin cảm ơn. Qua tiết dạy này tôi thấy hiệu quả rất là cao. Thì giống như mình thấy đó, khi
chúng ta thay đổi nội dung và dạy học, hình thức dạy học từ sách giáo khoa sách giáo viên đó. Đối với những cái kiến thức mà học sinh nó đã quen thuộc thì chúng ta thấy là hiệu quả đạt cao hơn, học sinh nó thích học hơn, gây hứng thú cho học sinh, và lúc đó thì học sinh nó sẽ chủ động và nó sẽ tham gia vào học thức hơn. Nhưng mà chúng ta biết là khi mà cái nội dung mà chúng ta thấy nó quá quen thuộc với học sinh, nó gần gũi, thì giáo viên chúng ta nhớ chúng ta thay đổi và có thể chúng ta khai thác sâu hơn, có thể là giảm cái dạy xuống dưới là 35 phút. Nhưng mà riêng cái môn tự nhiên xã hội đó thì chúng ta nhớ một điều là chúng ta dạy cho học sinh những cái kiến thức mới, bài mới, kiến thức mới mà dựa trên là kiến thức cũ, vốn hiểu biết kinh nghiệm sống học sinh, thì từ đó tôi nghĩ là học sinh nó sẽ là gây hứng thú, nó chủ động, nó tham gia vào tiết học tốt hơn. Tại vì đây là kiến thức do nó hình thành, do nó tự khám phá, và nó sẽ rất tìm tòi và hăng học hơn. Tôi nghĩ đây là điều mà giáo viên chúng ta cần chú ý trong khi chúng ta dạy môn tin xã hội. Qua tiết dạy hôm qua chúng ta thấy khi sử dụng giờ thật thì học sinh đó rất là tập trung, nó hứng thú. Thì tôi mong rằng là đối với những tiết học mà chúng ta dạy đó, những vật thật nào học sinh nó quen thuộc rồi, nó gần gũi với nó thì chúng ta cứ mạnh dạng để chúng ta thay thế vào, chúng ta dạy chứ không cần phải trải qua cho học. Thế thì học hỏi thơm hơn.